chạy thử đường nha chị. Chưa tao làm đó. Chưa làm lễ sao mà sáng dậy buồn ngủ. Ủa sao ăn gì cho chị? Sao ăn ngủ cốc rồi cô? Em cho ổn thật sự rồi. Cô đang chụp cái xanh tóc cô đang ăn gì nữa không? Ăn miếng bánh đi. Gác chân lên Sam ơi. Bò sát gấp luôn hay chưa? Rồi, đi ra. Rồi ra đây. Chưa cài à? Chưa rồi đó. Cài nón lại. Yeah, Anderson. Và chúng ta hãy chờ số danh. Và đầu tiên đó là bạn 310. Các bạn 310. Yeah, xin chúc mừng. 510 là sao rồi? 310. Yeah, xin mời đại diện hãng xe Thanh Bằng Sa Rê cùng tiến lên sân khấu để chào ngay phần thưởng đầu tiên. Chúng danh bạn này. Dạ, bài tiếp theo xin mời bé Nguyễn Hoàng Minh, số báo danh. Bây giờ xin một lần nữa một tràng pháo tay cho lượt thi đấu chính thức đầu tiên được bắt đầu đúng không? Dạ, yeah, đầu tiên xin chúc mừng bạn cả. Lên, 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 lên. Đang cái này là các cô gái chúng ta, không sao, tiếp theo này. Đúng rồi, băng qua. Ờ, các cổ động viên đâu ạ? Cổ vũ tinh thần cho bạn đâu ạ? Cố lên! Vẫn còn, tiếp tục nào. Hiện nay top 1 đã có 3 vận động viên. Không sao, cô gái đứng lên nào, đứng lên tiếp tục nào. Cái phải. Và bảng 2 này chúng ta sẽ lấy 4 bạn là đèn chân. Dạ, chỉ là chỉ có 4 bạn là đèn chân thôi ạ. Sẵn sàng. Chúc mừng. Nhìn phía trước. Mỗi lần nào. Còn là chúng ta xin mời bé Trần Khải, Trần Nhật Khải Minh, số danh 517 là khu vực thi ạ. Nhanh lên sao? Hai bạn sau đó là 5 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
Rồi tiếp theo là bảng D4, xin mời bé Phạm Khôi Nguyên số báo danh 525, Nguyễn Nhật Nam số báo danh 526. Rồi Sam. Đen Di Ao Giang số báo danh 528. Phùng Nguyên Bảo số báo danh 529. Nguyễn Đoàn Quốc Học 03, 05, 10 và khu vực thi ạ. Chỉ có 3 bạn vừa vào vòng chung kết mà thôi. Các bạn cố lên nha. Sẵn sàng nào các bạn ơi. Nhìn thẳng con, nhìn thẳng, tập trung, tập trung, tập trung. Tập trung lấy cúp. Tăng tốc lên sao? Tăng tốc lên! Tăng tốc lên! Nhanh lên! Về đích Sam ơi! Xin chúc mừng Pháp! Xin chúc mừng 503! Tăng tốc lên! Yeah, bắt bạn nó vào vòng trong. Yeah, đi Sam, yeah. Con đứng lên đó mày chụp hình không? Không hả? Ok con. Thôi bỏ xuống con nhập chân á. Em chưa ngồi xe đó đúng không? Anh ngồi xong rồi tới em ngồi. Từ con. Anh Jim đem rong biển ra ngoài đó nướng rồi. Anh Jim đi đem ra nắng nướng rồi. Hả? Phải nhìn lên hai khóa xe rồi nè, sợ mất xe khóa rồi nha. Từ khóa xe rồi nha. Trời ơi, cái khóa xe nè. Chạy một phát banh cái khóa. Chưa. Một. Rồi con cho chú coi con, cho chú coi. Rồi sang bên này, sang bên này. Sam tập trung cố gắng hết sức nha con. Con quẹo qua bên kia nha. Rồi anh chị phụ huynh này chúng ta đứng lưu lại giúp Nam nè, đứng lưu lại, đứng lưu lại cách xa các bạn viên nha. Tư thế sẵn sàng Sam ơi, tư thế sẵn sàng. Rồi ok. Rồi tư thế sẵn sàng. Chuẩn bị. Đấy, tay tóc lên nào. Nhanh lên nào. Không sao, không sao, không sao, tiếp tục nào. Tay tóc lên nào con trai.
Rồi, đi từ từ nha, từ từ nha. Giữ sức, giữ sức. Con cơ. Về nào. Rồi, tăng tốc lên hoàn thành đường đua của mình nào. Xin chúc mừng Sam, Lucas, cố lên. Rồi bạn chạy khỏe lắm, Sam tập trung nha. Nhìn phía trước. Đường đua của con thôi. Tập trung vào đường đua nha Sam. Nỗ lực lên. Khoan ứng, khoan ứng, khoan ứng. Chừng nào có tín hiệu đó. Thả lỏng ra. Nóng dễ sợ. Ok chưa? Cổ vũ anh Sam nha. Nhìn phía trước con, nhìn phía trước. Ok. Tôi đã sẵn sàng đó Hoàng. Chuẩn bị. Rồi chậm lại, chậm lại. Chậm lại. Rồi trái. Vô tiếp 511. Tiếp theo sẽ là 513 và chuẩn bị nha, hai đứa chuẩn bị nè. 4245 chuẩn bị. Chạy theo cổ vũ nha. Cố lên Sushi. Rồi bo cua, từ từ thôi, từ từ. Rồi chạy cố gắng lên. Tăng tốc lên nào các bạn ơi, một đoạn nữa thôi, cố lên nào, hai cô gái. Cố lên, cố lên. Xin chúc mừng Sushi, xin mừng Suri. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Hey, cây kem nha. Ôi. Chui vô cái sình. Chị ơi ngon không con? Có xí lắm con. Không mấy bạn sạch lắm, tôi không quay mấy bạn đâu. Ăn gì mà sạch sẽ quá vậy? May là hôm nay là cái râu nó màu trắng nên không thấy gì hết. Đây đây các xe review, review cái xe sau trận đua. Rồi review cái chân tứ chào các bạn. Rồi không có chỗ nào sạch luôn. Bây giờ như mọi người.